tuyên bố buổi lễ khai trương du thuyền 5 sao Mercedes-Benz Vinamoto Nghệ An tại ngã tư sân bay Vinh, tỉnh Nghệ An. Một lần nữa, thay mặt Tập đoàn Vinamoto Việt Nam, chân thành cảm ơn các đồng chí lãnh đạo tỉnh ủy, ủy ban tỉnh, ủy ban thành phố, các sở ban ngành tỉnh Nghệ An và kính chúc sức khỏe quý vị đại biểu, các cơ quan thông tấn, báo chí và truyền hình đã đến chứng kiến giây phút quan trọng này. Xin trân trọng cảm ơn. And as I said, Mercedes-Benz Vinamoto is not only a beautiful example of one of our showrooms, but as you have seen, it's also the latest design MAR 2020 showroom, and in fact, only the second full functioning showroom in the whole of Vietnam. One thing is for sure is that it may not be in Hanoi or Ho Chi Minh, but it is a significant dealership, in fact, bigger than many of the dealerships we have in the biggest cities. And it's without doubt, Mr. Kung, that we are very proud to see the Mercedes-Benz star on the wall of this beautiful building.